Vừa về Việt Nam, Mạnh Quỳnh đã đến nhà Phi Nhung làm ngay điều này. Sau khi Phi Nhung qua đời, ngoài con gái cô là Wendy Phạm, Mạnh Quỳnh là người tích cực thực hiện nhiều hoạt động tưởng nhớ đến cô mọi lúc mọi nơi. Anh sáng tác ca khúc dành riêng cho cố ca sĩ. Khi tổ chức sinh nhật, anh vẫn không quên nhắc nhở mọi người phải chúc cho cả người tình sân khấu của mình. Mới đây nhất, Mạnh Quỳnh đã đáp chuyến bay về Việt Nam để chuẩn bị cho những buổi biểu diễn sắp tới ngay khi đặt chân đến quê nhà nam ca sĩ đã không về khách sạn nghỉ ngơi mà đến ngay nhà của phi nhung anh muốn tận tay thắp cho bạn mình nén hương ấm cúng và dành vài phút tưởng niệm cô cũng như nhìn một lần nơi cô sinh sống những ngày cuối đời hình ảnh mạnh quỳnh ngồi cùng quản lý phi nhung và ôm các con nuôi còn quá bé của phi nhung khiến ai nấy phải xúc động trước đó trong rất nhiều lần biểu diễn trên sân khấu mạnh quỳnh đã không cầm được nước mắt khi hát đến những đoạn gợi nhớ nhiều kỷ niệm với phi nhung người hâm mộ càng trân trọng tình bạn tri kỷ của đôi tình nhân sân khấu này hơn bao giờ hết